Máy lọc không khí diệt virus Come Together, bác sĩ bảo vệ gia đình bạn an toàn mùa dịch bệnh. Come Together là thiết bị diệt virus đầu tiên sử dụng công nghệ bioplasma, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận có khả năng tiêu diệt đến 99,64% các chủng virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hiện nay chỉ trong 10 phút. Sản phẩm được sản xuất chính hãng tại Hàn Quốc theo công nghệ chuyển giao từ Hoa Kỳ, là vị cứu tinh cho nhiều gia đình trên thế giới thoát khỏi nỗi lo lắng khủng khiếp của dịch bệnh, nay đã có mặt tại Việt Nam. Bioplasma là công nghệ hiện đại được các nước tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong lĩnh vực y tế nhằm tiêu diệt virus, vi khuẩn thông qua phóng điện, xử lý loại bỏ virus bằng cách phá vỡ acid nucleic, protein, lipid của chúng. Đây là công nghệ đột phá khi giải phóng đến 200 triệu ion dương và âm mỗi giây để tiêu diệt nhanh chóng các loại virus nguy hiểm, bảo vệ cả bề mặt vật thể xung quanh bạn, giúp bạn và gia đình xóa bỏ nỗi lo lây nhiễm COVID-19. Ngoài ra, công nghệ bioplasma còn khử bào tử nấm mốc, hạt bụi mịn và tiêu diệt mầm bệnh, loại bỏ các chất gây dị ứng, các hóa chất ô nhiễm trong nhà, khử mùi hôi, mùi khói hiệu quả, mang lại nguồn không khí sạch sẽ và không gian trong lành, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa dị ứng và các bệnh về viêm đường hô hấp. Đặc biệt, máy lọc không khí diệt virus Come Together không tạo ozone gây hại cho người, an toàn, lành tính, phù hợp cho mọi đối tượng kể cả người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và là công cụ hữu hiệu bảo vệ sức khỏe cho những ai chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn nên bạn tha hồ mang đi mọi lúc mọi nơi như phòng khách, phòng ngủ, ô tô, nhà hàng, quán ăn, văn phòng, bệnh viện, trường học hay các cơ sở tôn giáo. Từ khi máy lọc không khí diệt virus Come Together có mặt tại Việt Nam, rất nhiều gia đình đã lựa chọn và coi đây như một giải pháp thông minh để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch bệnh này.